Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cục Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục thông quan cho hơn 2.700 doanh nghiệp. Hà Nam đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển công nghiệp hậu xi măng. Trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xây dựng mô hình vườn rau sạch cho con. Thái Bình phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 3 tỉnh do Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh quản lý diễn ra bình thường. Cục Hải quan đã giải quyết kịp thời các vướng mắc của các doanh nghiệp và chi cục hải quan trực thuộc về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Kết quả trong quý 1, Cục Hải quan Bắc Ninh có 2.718 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số tờ khai đăng ký là 238.570 tờ khai, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù số doanh nghiệp là thủ tục giảm, số tờ khai giảm, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lại tăng 56% so với cùng kỳ, đạt 42.826 triệu đô la Mỹ. Tổng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.253 tỷ đồng, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị chủ yếu là máy móc thiết bị, tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư, nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu gia công như linh kiện điện tử, vải, điện thoại di động. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm sản xuất gia công từ nguyên phụ liệu nhập khẩu và khoáng sản, nông lâm sản. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Cục Hải quan Bắc Ninh chủ động đánh giá tổng hợp số thu ngân sách nhà nước hàng tuần của các chi cục, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nam, đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 370 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trong đó, có 93 cơ sở sản xuất gạch không nung, 21 cơ sở sản xuất gạch tuy len, 8 cơ sở sản xuất kết cấu kiện bê tông, 11 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm. Các sản phẩm công nghiệp hậu xi măng đã tạo nên thế mạnh cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh Hà Nam. Ngoài cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, các cơ sở này còn đáp ứng nhu cầu cho các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội. Theo quy hoạch, đến năm 2020, các sản phẩm vật liệu xây dựng hậu xi măng sẽ là những sản phẩm chủ lực của ngành sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam. Trong đó, xi măng đạt công suất 13,33 triệu tấn một năm, gạch xi măng cốt liệu trên 1.000 triệu viên một năm, bê tông cấu kiện đạt trên 76.000 mét khối trên năm, bê tông thương phẩm đạt trên 230.000 mét khối trên năm, tấm dầm sàn 3D đạt trên 1,5 triệu mét vuông trên năm. Phấn đấu giá trị sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020 đạt 34,2 nghìn tỷ đồng. Với tốc độ phát triển như hiện nay, các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng hậu xi măng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đều xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển để tận dụng và phát huy lợi thế sẵn có, mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã không ngừng tăng cường huy động các nguồn vốn, đặc biệt là huy động các nguồn vốn tại địa phương nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội mà ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã và đang triển khai thực hiện phù hợp với kinh tế xã hội ở mỗi địa phương, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chính nhờ vậy đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nguồn vốn ổn định, thực hiện các phương án phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống sinh hoạt của đối tượng thụ hưởng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục không ngừng đẩy mạnh việc huy động tiền gửi từ địa phương, đặc biệt là từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Đi liền với đó, phát huy có hiệu quả sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội, hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi nói chung, đặc biệt là nguồn vốn huy động tại địa phương để có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ và tạo việc làm vươn lên thoát nghèo. Thời điểm này, trên các cánh đồng muối của huyện Sao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, tỉnh Nam Định, diêm dân đang tập trung cải tạo ruộng muối, chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới. Toàn tỉnh hiện có 9 xã và 2 thị trấn có diện tích sản xuất muối tập trung.
ở 3 huyện ven biển là Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với tổng diện tích là 612 ha. Tuy nhiên hiện chỉ có gần 300 ha được đưa vào sản xuất muối. Nguyên nhân là do ngày công lao động nghề muối thấp, không đảm bảo đời sống nên nhiều lao động buộc phải chuyển sang nuôi trồng thủy sản và ngành nghề khác. Số hộ sản xuất muối của tỉnh hiện chỉ còn trên 7.500 hộ với gần 15.000 lao động. Thời điểm này tại các vùng sản xuất muối, các địa phương đã nạo vét các cửa cống bị bồi lấp được trên 100.000 mét khối, cải tạo và làm mới 150.000 mét vuông ô nề, bổ sung 25.000 mét khối cát mới phục vụ cho sản xuất. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí triển khai chương trình khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên diện tích sản xuất muối sạch đã tăng dần theo các năm. Năm 2017, diện tích sản xuất muối sạch toàn tỉnh đạt 41 ha, năng suất bình quân đạt 35 tấn trên 1 ha, sản lượng đạt trên 1.400 tấn một năm. Nhờ áp dụng nuôi thả cá theo công nghệ Mỹ, trang trại của anh Hoàng Quang Tuấn ở thôn 1, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã có năng suất chất lượng cao hơn rất nhiều so với cách nuôi cá truyền thống. Với diện tích trang trại rộng 12 mẫu, anh Tuấn quy hoạch trồng nhãn sen bưởi diễn gần 7 mẫu, còn lại là đào 4 ao nuôi cá áp dụng theo quy trình công nghệ Mỹ. Cách nuôi cá này là tạo sông trong ao bằng cách đào sâu đáy ao trên 2,5 mét và lắp đặt máy tạo sóng, máy sục khí, máy quạt nước, máy hút chất thải để tạo dòng tuần hoàn nước lưu chuyển khắp ao, đảm bảo môi trường ao nuôi luôn sạch. Bình quân một sào cho thu 2 tấn cá một năm, đặc biệt là sau thu hoạch có thể thả cá giống nuôi mới ngay mà không cần xử lý đáy ao với thời gian luân canh là 4 tháng một lứa. Chỉ tính riêng năm 2016, gia đình anh Tuấn đã thu tới gần 50 tấn cá, đạt doanh thu trên 3,5 tỷ đồng, trừ chi phí cho lãi gần 500 triệu đồng. Bằng sự cần cù sáng tạo, người nông dân 25 hay là Nguyễn Duy Tử, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã từ bỏ miền cao nguyên nắng gió để trở về quê hương, xây dựng trang trại trồng cây ăn quả, đem lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, gắn bó với nền nông nghiệp từ nhỏ, bởi vậy ông Dự luôn có niềm đam mê đối với các loại cây trồng, đã từng phát triển thành công trang trại trồng cây ăn quả trên Tây Nguyên. Song ước muốn làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê mình đã thôi thúc ông trở về quê nhà, xây dựng trang trại trồng cây ăn quả rộng gần 4 hecta. Nhận thấy mận tam hoa là một trong những loại trái cây được ưa chuộng ở Hà Nội và các địa phương phía Bắc vào mỗi dịp đầu hè. Loại trái cây đặc sản này chỉ sinh trưởng và phát triển ở cao nguyên Bắc Hà, Lào Cai, ở độ cao trên dưới 1.000 mét so với mặt nước biển. Thế nhưng với ước muốn loại cây này cũng có thể trồng được trên mảnh đất quê lúa, ông đã trồng thử nghiệm 50 gốc mận. Đến nay, cây đang phát triển và sinh trưởng tốt. Vì vậy, ông dự kiến trong năm nay sẽ tiếp tục mở rộng trồng mận tam hoa trên diện tích đất hơn 2.000 m2. Qua quá trình theo dõi một năm nay, thì cây mận đã phát triển rất là tốt. Mà cái tiềm năng, năng suất cũng như vừa rồi là thí điểm trên cây là vừa rồi tôi đã phải suốt vợ đi. Bởi vì cái lượng cho trái là rất là cao. Và cây mận nó thích nghi và nó kháng được một số loại sâu bệnh rất tốt. Hiện tại ở trên địa phương như ruồi vàng, rồi một số bệnh về nấm. Ngoài trồng cây ăn quả, ông Dự còn ươm giống nhiều các loại cây trồng khác. Trong số đó, có những giống cây ăn trái rất lạ, mà mang lại lợi nhuận giá trị kinh tế cao như giống bưởi Phúc Kiến, hay còn gọi là bưởi Đào Đại, hồng xiêm không hạt, mít Thái, để cung cấp cho các trang trại trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Từ mảnh đất hoang hóa canh tác kém hiệu quả, đến nay đã được phủ xanh bằng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Việc tích tụ ruộng đất chuyển đổi giống cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích như ông Dự, giúp thay đổi tư duy sản xuất của nhiều người dân, không theo lối mòn mà sáng tạo trên chính mảnh đất ấy để mang lại hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng trở nên trầm trọng ở mức báo động, nhiều vi khuẩn kháng với nhiều loại kháng sinh. Người bệnh sử dụng thuốc cần tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh là hậu quả của nhiều yếu tố, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng kháng sinh không hợp lý và không đúng cách của người dân.
Phần lớn kháng tinh được bán mà không có đơn, 88% ở thành thị và 91% ở nông thôn. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh về vấn đề này. Bệnh nhân Đào Thị Xuân ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du vào viện từ cuối tháng 3 năm 2018 với tình trạng sốt cao, rét run. Quá trình nuôi cấy vi sinh cho kết quả bệnh nhân kháng 6 trên 8 loại kháng sinh thông thường hiện nay. Chị chia sẻ, trước đó chị có biểu hiện sốt, đau đầu và như thói quen chị ra hiệu thuốc mua kháng sinh về uống. Uống 3 ngày, biểu hiện nặng hơn, chị được người nhà đưa vào bệnh viện. Nhập viện cùng thời điểm với chị Xuân có anh Bùi Quốc Hiến cũng là bệnh nhân kháng đa kháng sinh, kháng 8 trên 8 loại kháng sinh. Được biết, quá trình điều trị cho các bệnh nhân này thường khó khăn và kéo dài hơn so với bệnh nhiễm khuẩn bình thường. Chính từ việc sử dụng kháng sinh không phù hợp khiến tình trạng kháng thuốc ở bệnh nhân và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm sau đều cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân kháng thuốc, trong đó có đến gần 30 người kháng 8 trên 8 loại kháng sinh. Phần đông người bệnh bị nhiễm khuẩn bệnh viện có vi khuẩn kháng thuốc, khiến chi phí điều trị gấp 3 lần, kéo dài thời gian điều trị 2,5 lần, bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Chính vì vậy, người dân hãy nâng cao nhận thức về việc sử dụng kháng sinh. Và các hiệu thuốc chỉ được bán kháng sinh cho người dân theo đơn kê của bác sĩ. Thực ra đối với người dân Việt Nam chúng ta nói chung và cũng ở vùng nông thôn thì đa phần khi người bệnh mà mắc các cái bệnh nhiễm trùng, ví dụ như là viêm họng, viêm phế quản, là phần lớn là tự ra các hiệu thuốc mua, không có đơn của bác sĩ. Và uống thuốc thì thực ra là các dược sĩ người ta cũng chỉ bán các cái kháng sinh nó cũng không phù hợp lắm để điều trị. Có thể điều trị bệnh nhân chưa khỏi hẳn, cũng đã bệnh nhân đã bỏ thuốc rồi, thậm chí là điều trị không đúng liều, nó làm cho các cái vi khuẩn đấy nó lâu ngày nó dẫn đến kháng. Và khi cái vi khuẩn đó đã kháng thuốc rồi thì bản thân điều trị nó sẽ rất chi là khó khăn trong quá trình mắc lại. Và để điều trị khỏi hoàn toàn rất chi là khó, giá thành thì nó lại để khi mắc lại điều trị nó rất chi là cao. Hậu quả nó rất chi là nhiều cái mang lại không tốt cho cộng đồng cũng như là cho sức khỏe của bản thân người bệnh. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, Sở Y tế Bắc Ninh đang yêu cầu các bệnh viện kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và chú ý kiểm soát kháng sinh bằng việc nâng cao nhận thức của mỗi bác sĩ trong vấn đề sử dụng kháng sinh hợp lý cho bệnh nhân. Thời gian tới, khi đề án bán thuốc kháng sinh theo đơn tại các hiệu thuốc được thực hiện, hy vọng đây sẽ là giải pháp nâng cao nhận thức và giảm thiểu mức thấp nhất nguy cơ kháng thuốc cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy trẻ em làm trung tâm, trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng mô hình vườn rau sạch cho con, mang đến những bữa ăn bán trú an toàn và đảm bảo vệ sinh. Trường mầm non xã Tiền Phong đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2016 với 219 em đang theo học, trong đó có 150 em ăn bán trú. Mong muốn mang đến cho các cháu những bữa ăn an toàn, nhà trường đã triển khai mô hình vườn rau xanh ngay tại khuôn viên trường có diện tích 2.600m2 với đủ các loại rau theo mùa như rau muống, mùng tơi, cà chua, bí ngô. Theo đó, để giáo dục cho các em phải biết yêu quý thiên nhiên, cây xanh, mỗi ngày đều có các nhóm học sinh thay phiên ra tưới nước, xới đất, bắt sâu cho rau và tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học. Ngoài cung cấp rau sạch cho bữa ăn, mô hình vườn rau sạch cũng là nơi để các em có cơ hội trải nghiệm về làm vườn với các dụng cụ lao động, làm quen với thiên nhiên cũng như tiếp nhận về thế giới quan sinh động và trực quan hơn. Giúp các em cách nhận biết, phân biệt về các loại rau, những giờ học ngoài trời như thế này đã mang đến nhiều điều lý thú bổ ích cho các em, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Trong những năm qua, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định đã tập trung đổi mới toàn diện công tác quản lý nhà trường, tăng cường kiểm tra công tác giảng dạy, cải tiến phương pháp dạy học sao cho mỗi tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng và hiệu quả. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục đang được các địa phương, các trường tiểu học toàn tỉnh chú trọng triển khai. Việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách linh hoạt và khoa học tạo cho học sinh kỹ năng quan sát, tư duy hình ảnh, động não đã góp phần đưa các tiết học đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, đưa phương pháp bàn tay nặn bột, vận dụng mô hình trường học mới VNEN vào việc dạy và tổ chức lớp học. Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực cho học sinh thông qua việc giáo dục kiến thức văn hóa, các trường tiểu học còn hưởng ứng tốt cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giáo dục thể chất. Ngoài việc giảng dạy thể dục chính khóa,
nhiều trường còn tạo sân chơi cho các em thông qua hoạt động đội nhóm như bóng đá, võ thuật, bơi lội, văn nghệ. Đặc biệt, các em rất hào hứng với các trò chơi dân gian. Đồng thời, các trường cũng tích cực đẩy mạnh việc xây dựng vườn trường, góc thiên nhiên trong lớp học, giúp học sinh yêu mến và gần gũi với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường. Qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần phát triển năng lực là điều rất cần thiết đối với học sinh tiểu học, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn và tích cực tham gia vào hoạt động của nhà trường, được bày tỏ ý kiến, tăng cường vận dụng kiến thức nhằm giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu các trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy chế, quản lý giáo viên, cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng về những đổi mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 để phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho việc học và ôn tập của học sinh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo nhà trường và các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh để làm tốt công tác tư vấn cho học sinh đăng ký dự thi đúng khả năng trình độ và nguyện vọng, kịp thời kiểm tra rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ kịp thời hồ sơ cá nhân của học sinh đang học lớp 12 theo quy định. Tổ chức phổ biến quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh lớp 12 dự thi để cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh làm nhiệm vụ coi thi và dự thi, chấp hành nghiêm túc quy chế thi. Cùng với đó, nhà trường tích cực chủ động và phối hợp, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả. Đến nay, tỉnh Thái Bình đã có nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đưa vào sử dụng, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 7 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 70.000 m² sàn, hơn 1.100 căn hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ yếu tập trung ở thành phố Thái Bình. Giá bán nhà ở xã hội trong khoảng từ 6 triệu 500.000 đồng đến 9 triệu 500.000 đồng một m². Hiện nay, các nhà ở xã hội này đều đã có tỷ lệ lấp đầy từ 60% trở lên. Ngoài ra, cụm nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố cũng đã được hoàn thành với quy mô gồm 4 block 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 34.600 m², đảm bảo chỗ ở cho gần 3.500 sinh viên. Cùng với dự án ký túc xá Trường Đại học Y Dược Thái Bình quy mô 1.600 sinh viên, Thái Bình hiện đã đáp ứng được trên 60% chỗ ở cho sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khi các dự án nhà ở xã hội xuất hiện ngày càng nhiều thì công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cần phải được đề cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 484 về việc thành lập hai đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018. Theo quyết định, hai đoàn thanh tra liên ngành gồm 17 thành viên thuộc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Trong thời gian từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, các đoàn sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 của các ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. Đến ngày 17 tháng 5, các đoàn tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra theo quy định gửi Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tỉnh tổng hợp. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hà Nam về triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội mùa xuân năm 2018, các đoàn kiểm tra cả 3 tuyến trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thanh tra kiểm tra được 1.290 cơ sở thực phẩm. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử lý 30 cơ sở với tổng số tiền phạt là trên 65 triệu đồng. Trong đó, các đoàn kiểm tra tuyến tỉnh xử lý 14 cơ sở, tuyến huyện xử lý 16 cơ sở. Các hành vi vi phạm chủ yếu là do người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm chưa được khám sức khỏe đầy đủ theo quy định, thực hành an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, điều kiện vệ sinh sản xuất chưa đảm bảo, không lập sổ sách ghi chép lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Cùng với việc kiên quyết xử lý hành vi vi phạm của các cơ sở theo quy định của pháp luật, các đoàn thanh kiểm tra còn tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn người dân thực hiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 tới, các đoàn thanh kiểm tra liên ngành, chuyên ngành các cấp về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra kiểm tra,
nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.